Ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn phân biệt được hai cái dự án nào là dự án thật, dự án nào là dự án fake, và giúp các bạn tìm hiểu cái nguyên nhân tại làm sao các bạn sẽ bị mất tiền khi mà chúng ta va chạm vào những cái dự án này. Mặc dù nó là những cái dự án hoàn toàn free thôi nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn mất tiền nhé. Rồi trên màn hình các bạn nhìn thấy đó là đồng xe xe IDD. Thì hai cái website dự án này là hai cái địa chỉ website khác nhau, một địa chỉ .co, một địa chỉ .com. Đối với trang chủ của dự án set.com này, xe IDD, thì là cho các bạn làm hoàn toàn miễn phí nhé, cho hoàn toàn miễn phí này. Đây đây chúng ta đang khai thác hoàn toàn miễn phí này. Nếu như bạn nào mà chưa khai thác đồng này thì có thể comment dưới phần bình luận thì mình sẽ gửi cho các bạn cái phần hướng dẫn như đường link. Và cái website thứ hai cũng vẫn cái tên token là xe IDD, thì cái này .co, và nó đang có một cái chương trình airdrop là 5 ngày nữa thì kết thúc từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 nhá. Đây 15 tháng 10, à 13 tháng 10. Và hiện nay thì nó đang có một cái sự thu hút, đó là mua mua trước, tức là bán trước, sale pre-sale, mua mã thông báo này sẽ xuất hiện trên sàn giao dịch Pancake số 3 vào ngày 15 tháng 11. Thì đây là cái điểm yếu của chúng ta sẽ hay bị mất tiền này. Khi bạn nhìn thấy thông báo, nó thông báo như này thì bạn tưởng rằng là nó sẽ lên sàn vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, thì rất nhiều bạn sẽ tự cho mình là khôn, mình mua trước được rẻ hơn để lên sàn bán giá cao hơn, đúng không? Ai cũng khôn như vậy, nhưng mà hầu hết là những người mà khôn như vậy đều là thất bại hết nhá. Rồi thì đến tiếp thần tiếp theo mà chúng ta thấy đây này, một cái chương trình airdrop của cái dự án cũng như website này nó chỉ kéo dài có 1 tháng nha. Đây thời gian kết thúc là 15 tháng 11, 1 tháng, và thời gian bán trước của nó, token sale cũng kết thúc như này. Tóm lại nó cũng đâu có khoảng 1 tháng gì đấy, và nó hứa hẹn là ngày 15 tháng 11 lên sàn. Thì điều này thật sự thấy là có điều gì đó nó rất là khó tin, đúng không ạ? Bởi vì đối với cái chương trình airdrop của các dự án khác đây, như dự án này, nó cho các bạn đào, bây giờ nó chưa cái thời gian đào rất là lâu rồi, chưa có thời gian kết thúc nhé. Và thứ hai là nó phải có thời gian kéo dài, kể cả cái chương trình bán token sale này, họ có thể kéo dài đến cả hàng năm trời để làm gì? Thứ nhất để họ huy động được vốn cộng đồng, thứ hai là cái thời gian đấy để họ còn phát triển dự án. Còn ở cái dự án này thì trong vòng vỏn vẹn có 1 tháng trời kết thúc airdrop, cũng kết thúc luôn cái chương trình bán sale này, thì chúng ta thấy một cái điều đó rất là làm ăn theo kiểu là chộp giật thời cơ, đúng không? Họ bán được bao nhiêu tiền thì càng tốt, mà không bán được thì thôi, kết thúc cái tháng đấy thì họ có thể là nghỉ luôn dự án này, kiếm được một ít tiền họ nghỉ luôn, đúng không? Vì vậy mà những trường hợp này các bạn cần phải lưu ý này, cái giai đoạn này này, chúng ta cũng đừng có vội gì nghĩ rằng mà mình mua trước để xong rồi lên đây để mình bán được giá cao là khôn hơn người đâu. Đừng bao giờ nghĩ mình khôn hơn người, vì là thường nghĩ khôn hơn người thì hay là dại hơn người, thường nó lại ngược lại như vậy nhá. Vì vậy mà các bạn cần phải lưu ý này để tránh mất tiền. Thế còn đối với tất cả những cái trường hợp như này thì bạn yêu cầu airdrop thì các bạn sẽ mất phí ga luôn, là mất tiền luôn. Nó có thể không nhiều tiền nhưng mà là tiền của bạn nhá. Cái thứ hai là mua trước như này là cũng là mất tiền này. Đấy, vì vậy để tránh được mất tiền thì tốt nhất là chúng ta cứ chờ nó lên sàn đi nhá. Nếu như thật sự dự án ngon thì chúng ta vẫn còn cơ hội, còn tiền, còn cơ hội mà nhá. Còn không thì các bạn cứ làm miễn phí như kiểu này, khi nào mà nó lên sàn được thì chúng ta sẽ có thể kiếm được tiền, lấy dự án ngon, nếu không thì thôi nhá. Thì nó chỉ mất tí thời gian thôi, chẳng mất gì cả, đúng không ạ? Rồi. Rồi, ở trong cái video này chỉ chia sẻ các bạn những cái thông tin ngắn gọn như vậy để giúp các bạn tránh mất tiền khi mà chúng ta khó phân biệt được dự án nào là dự án thật nhé. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Đừng quên dành cho mình một like cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nha.